Bạn có nhớ khi bạn yêu một ai đó, khi ấy trái tim của bạn dường như thốt lên: "À, đây thực sự là một cảm xúc tuyệt vời." Yêu thương chính mình cũng giống như vậy, chỉ khác một điều, đó là bạn sẽ không bao giờ rời bỏ bản thân mình. Một khi bạn đã dành tình yêu cho mình, tình yêu ấy sẽ ở bên bạn đến trọn cuộc đời này. Vì vậy, bạn chắc chắn muốn biến nó thành một tình yêu đẹp nhất, phải không nào? Khi bạn tha thứ và buông bỏ, không chỉ là bạn đã đặt xuống được một gánh nặng rất lớn, mà bạn còn đang mở ra cánh cửa để đến với tình yêu chính mình. Với những ai đang trên hành trình học cách yêu thương bản thân, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài ý tưởng để bạn có thể bắt đầu biết cách thương mình. Yêu thương chính mình là một hành trình vô cùng tuyệt vời. Nó giống như bạn đang học cách bay. Thử tưởng tượng nếu như chúng ta có thể bay, sẽ hào hứng biết bao. Vậy hãy bắt đầu yêu thương chính mình ngay bây giờ. Rất nhiều người trong chúng ta thiếu ý thức về giá trị bản thân. Khi đó sẽ rất khó để yêu chính mình, bởi vì trong ta lúc này chất đầy những thứ mà ta thấy là thiếu sót, là khiếm khuyết, là tệ hại về bản thân mình. Và điều này khiến cho chúng ta không thể yêu mình như những gì mình đang là. Thường thì chúng ta biến việc yêu bản thân trở thành một việc làm có điều kiện. Tức là sao? Khi tôi thế này thì tôi mới có thể yêu chính mình. Khi tôi thế kia thì tôi mới có thể xứng đáng được yêu. Và vì thế, khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ với một ai đó, chúng ta cũng biến việc yêu người ấy trở nên có điều kiện. Có lẽ chúng ta đều đã nghe rằng, ta không thể yêu một ai đó thật lòng nếu như ta không yêu được chính mình. Và bây giờ, ta đã thấy được hàng rào ta dựng lên cho bản thân, ta cần làm gì đây? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn 3 cách để bắt đầu học yêu chính mình. Có lẽ một chìa khóa quan trọng đầu tiên cũng là chìa khóa quan trọng nhất, đó chính là dừng việc chỉ trích bản thân. Khi chúng ta nói với chính mình rằng mình đang rất ổn, cho dù bất cứ điều gì đang diễn ra, thì chúng ta có thể tạo ra những thay đổi trong cuộc sống của mình. Chỉ khi chúng ta nhìn nhận mình là người tồi tệ, thì đó là lúc mà ta biến việc thay đổi trở nên khó khăn hơn. Chúng ta ai rồi cũng thay đổi, mỗi người ai rồi cũng sẽ khác đi. Mỗi ngày là một ngày mới, và ta làm mọi thứ khác với ngày hôm qua một chút. Khả năng thích ứng và tuôn chảy cùng với tiến trình tự nhiên của cuộc sống là sức mạnh của chúng ta. Những ai lớn lên trong một gia đình bất hạnh thường sẽ phán xét bản thân mình một cách khắc nghiệt. Họ lớn lên trong sự căng thẳng và lo âu. Sinh trưởng trong một gia đình như thế cho họ một thông điệp về bản thân của mình, đó là chắc chắn có điều gì đó không ổn với mình. Hãy thử nghĩ về những từ ngữ bạn dùng để trách móc bản thân: ngu ngốc, vô dụng, ngớ ngẩn, xấu xí, không có giá trị, đáng ghét. Đây có phải là những từ ngữ bạn vẫn dùng để nói về bản thân mình ngay bây giờ? Việc xây dựng giá trị bản thân là một điều vô cùng quan trọng. Bởi vì khi chúng ta cảm thấy mình không đủ tốt, tự chúng ta sẽ tìm kiếm những cách để làm mình đau khổ. Chúng ta sẽ tự tạo ra đau đớn hay bệnh tật trong cơ thể mình. Chúng ta trì hoãn những việc quan trọng với mình. Chúng ta hành hạ cơ thể bằng những thức ăn độc hại, thuốc hay rượu bia. Chúng ta đều thiếu tự tin về một khía cạnh nào đó, bởi chúng ta là con người. Vì thế, hãy ngừng việc tự dối mình rằng chúng ta hoàn hảo. Nỗ lực để luôn hoàn hảo sẽ tạo ra một áp lực vô cùng lớn lên chính mình, và nó ngăn cản chúng ta thực sự kết nối với những phần trong cuộc sống của mình mà đang cần sự chữa lành. Thay vào đó, chúng ta có thể khám phá ra những sự sáng tạo độc đáo của mình, sự khác biệt của bản thân, và trân trọng chính mình vì những giá trị chỉ mình mới có. Mỗi người chúng ta đều có một vai trò không thể thay thế trên cuộc đời này, và khi chúng ta chỉ trích bản thân, chúng ta đang tự phủ nhận vai trò ấy của chính mình. Vì vậy, bạn thân mến,
Chìa khóa đầu tiên để có thể mở ra cánh cửa yêu thương chính mình đó là hãy ngừng việc chỉ trích bản thân. Tiếp theo, chúng ta cần ngừng việc làm chính mình sợ. Rất nhiều người trong chúng ta làm bản thân mình hoảng sợ bởi những suy nghĩ tiêu cực và biến vấn đề trở nên trầm trọng hơn nó vốn có. Đây là một cách sống rất mệt mỏi khi chúng ta luôn chờ đợi những điều tệ hại xảy đến. Bao nhiêu người trong chúng ta đi ngủ và vẽ ra những cảnh tượng đáng sợ nhất về cuộc sống và tương lai của mình. Nó không khác gì một đứa trẻ tưởng tượng ra có một con quái vật ở dưới gầm giường và cứ thế khiếp sợ suốt cả đêm. Và chẳng trách bạn không ngủ được. Khi là một đứa trẻ, chúng ta cần cha mẹ vỗ về để có thể chìm vào giấc ngủ. Và giờ đây là một người trưởng thành, bạn biết bạn có khả năng để vỗ về chính mình. Những người bị bệnh, họ thường làm như thế này. Họ tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất với sức khỏe của họ. Trong các mối quan hệ, chúng ta cũng có thể thường làm điều tương tự. Khi một ai đó không gọi điện hoặc không trả lời tin nhắn của bạn, ngay lập tức bạn kết luận rằng họ không còn yêu mình, hay mình không xứng đáng được yêu thương, hay mình sẽ không bao giờ có thể tìm được một ai đó khác cho cuộc đời mình. Và bạn cảm thấy bị bỏ rơi, bị từ chối. Trong công việc cũng vậy, khi một ai đó nhận xét về bạn là bạn lập tức lo sợ rằng có thể mình sẽ bị sa thải, có thể mình là người vô dụng ở trong công ty này. Bạn thấy đó, bạn tự tạo ra những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí mình, và khi bạn liên tục suy nghĩ về chúng dần trở thành những niềm tin của bạn. Vì thế, bạn hãy tìm những hình ảnh tươi sáng hơn để thay thế mỗi khi những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Có thể là hình ảnh của một buổi hoàng hôn, của hoa lá, của cỏ cây hay bất cứ thứ gì bạn yêu. Hãy dùng chúng như những thứ để bạn hướng tới mỗi một khi những suy nghĩ lo sợ xuất hiện. Bạn có thể nói với chính mình như thế này: tôi từ chối suy nghĩ về những điều đó. Tôi sẽ nghĩ về hoàng hôn, về hoa hồng, về bờ biển hay về bất cứ hình ảnh nào khác thực sự đẹp đẽ trong tâm trí bạn. Khi bạn làm điều này đủ nhiều, dần dần nó sẽ giúp bạn loại bỏ thói quen suy nghĩ tiêu cực. Tất nhiên, điều này đòi hỏi sự luyện tập và kiên trì. Điều thứ ba đó là hãy nhẹ nhàng, tử tế và kiên nhẫn với chính mình. Tôi đã nghe người ta cầu nguyện như thế này: thưa Thượng Đế, hãy mang đến cho con sự kiên nhẫn, và con muốn nó ngay bây giờ. Sự kiên nhẫn là một công cụ tuyệt vời. Hầu hết chúng ta khổ sở bởi chúng ta kỳ vọng mọi thứ ta mong muốn phải xuất hiện ngay lập tức. Tôi phải có nó ngay bây giờ. Chúng ta không có sự kiên nhẫn để chờ đợi bất cứ điều gì. Chúng ta bực mình khi phải xếp hàng, hay phải đợi đèn đỏ, hay bị tắc đường. Chúng ta muốn có tất cả những câu trả lời, tất cả những điều tốt đẹp ngay lúc này. Và quá thường xuyên, chúng ta làm người khác khổ sở chính vì sự thiếu kiên nhẫn của bản thân. Hãy nhớ rằng, thiếu kiên nhẫn là một rào cản cho sự phát triển. Đúng vậy, thiếu kiên nhẫn là một rào cản rất lớn trong hành trình học hỏi và phát triển của chính bạn. Chúng ta muốn có câu trả lời, nhưng lại không muốn học những bài học, hoặc không muốn bước qua những chặng đường cần thiết cho sự phát triển của chính mình. Hãy tưởng tượng tâm trí của bạn giống như một khu vườn. Ban đầu, khu vườn ấy có thể chỉ là một mảnh đất trống hoang. Trong đó có thể có rất nhiều bụi gai của sự tự oán trách, rất nhiều đất đá của sự thất vọng, tức giận hay lo âu. Có thể có một vài cây cổ thụ của những nỗi sợ. Sau khi bạn đã loại bỏ bớt được những thứ này và đất trong vườn trở nên màu mỡ, đó là khi mà bạn bắt đầu gieo vào đó những hạt giống hay những mầm cây non của niềm vui, sự đủ đầy và thịnh vượng. Mặt trời chiếu xuống và bạn tưới tắm cho chúng thường xuyên, cung cấp cho chúng dinh dưỡng, sự yêu thương và quan tâm. Ban đầu có thể sẽ không có nhiều sự thay đổi đáng kể, nhưng nếu như bạn vẫn tiếp tục chăm sóc khu vườn này, nếu như bạn kiên nhẫn, thì một ngày khu vườn sẽ sinh trưởng và đơm hoa kết trái. Tâm trí của bạn cũng vậy thôi. Bạn lựa chọn những suy nghĩ bạn muốn hàm dưỡng, và cùng với sự kiên nhẫn, chúng sẽ lớn lên
và đóng góp vào khu vườn của những trải nghiệm mà bạn khao khát. Các bạn thân mến, chúng ta đều mắc lỗi. Mắc lỗi trên hành trình học hỏi và phát triển là một điều hoàn toàn bình thường. Rất nhiều người trong chúng ta bị tù hãm trong suy nghĩ về chủ nghĩa hoàn hảo. Chúng ta không cho phép bản thân mình bất cứ một cơ hội nào để được học và được thử những thứ mới, chỉ vì chúng ta tin rằng nếu như chúng ta không có thể làm nó một cách hoàn hảo ngay trong 3 phút đầu tiên, thì chúng ta tự mặc định rằng mình không đủ giỏi. Tất cả những gì bạn học đều cần thời gian. Khi bạn bắt đầu một công việc mới, bạn sẽ luôn cảm thấy nó không ổn và ngay lập tức phán xét chính mình. Thế nhưng, với sự thực hành, mọi thứ sẽ dần trở nên quen thuộc và tự nhiên. Yêu thương bản thân cũng vậy. Nó cũng là một kỹ năng mà ta cần học và rèn luyện. Chắc chắn bạn sẽ không thể yêu thương chính mình một cách trọn vẹn và tuyệt đối chỉ sau một ngày. Nhưng nếu như bạn có thể yêu mình hơn một chút mỗi ngày, nếu như bạn có thể mang đến cho mình thêm một chút quan tâm, một chút niềm vui mỗi ngày, thì chỉ cần sau một vài tháng, chúng ta đã đi được một đoạn đường khá xa trên hành trình yêu thương chính mình rồi, phải không nào? Các bạn thân mến, một hành trình quan trọng và đáng đi nhất trong cuộc đời của một con người, đó là hành trình quay trở về với chính mình để thấu hiểu, để trân trọng, để chấp nhận và rồi để yêu thương một con người có tên là bạn. Một con người sẽ đồng hành với bạn trong suốt cuộc đời này. Một con người gắn bó, gần gũi, thân thiết nhất với bạn kể từ ngày bạn cất tiếng khóc chào đời. Sẽ không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu hành trình ấy. Và câu hỏi tôi dành cho bạn lúc này đó là: bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học cách yêu thương chính mình ngay hôm nay và ngay bây giờ? Chúc các bạn những trải nghiệm quý giá trên con đường mình đi, và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Biết ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Tôi là Ruby Nguyễn, and I love you.